Tiến độ thần tốc của Vincom Megamo Ocean Park 2. Tổ hợp trung tâm thương mại, hội nghị tiệc cưới Vincom Megamo tại Ocean Park 2 đang được thi công với tiến độ thần tốc. Tại đây lần đầu tiên đã xuất hiện giả tháp đẳng cấp quốc tế, phong cách thiết kế tân cổ điển, trang thiết bị âm thanh hiện đại, nội thất xa hoa tráng lệ với sức chứa lên tới 4.100 chỗ ngồi. Hứa hẹn sẽ là điểm đến văn hóa mới phía đông thủ đô, cộng đồng người yêu nhạc kỳ vọng. Nhà hát mới này sẽ là điểm dừng chân mới cho các buổi concert, chuyến lưu diễn của các ngôi sao âm nhạc quốc tế hàng đầu, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp biểu diễn và du lịch giải trí của thủ đô cũng như khu vực. Tổ hợp trung tâm thương mại kết hợp tạp hát, trung tâm hội nghị tiệc cưới tại Vinhome Ocean Park 2 được xây dựng 3 tầng nổi với 160 gian hàng thương mại,